bung ra của cozy acid thì các bạn có thể nhìn thấy ở trên cái hình ảnh này đúng không ạ? Cái phân tử màu màu nâu này chính là cái hình ảnh đại diện cho cozy acid, nó bám vào hai cái phân tử đồng và sau đó thì nó làm cho hai phân tử đồng này không có hoạt động được nữa. Sau đó thì trong một cái bối cảnh nhất định thì nó sẽ giãn ra và nó thả nó ra. Thế là nó vẫn có thể là nó sẽ enzyme nó lại hoạt động được bình thường với tùy với cái nồng độ của cozy acid cũng như là cái thời gian sử dụng. Chúng ta đi sang cái hoạt chất thứ hai để thay thế cho chitinoin 0,05%. Thực tế thì chitinoin nó vẫn luôn luôn là một cái hoạt chất tốt để sử dụng trong các công thức của chúng ta, nhưng với cái nhược điểm đó là kích ứng rất là nhiều cũng như là được sử dụng ở trong công thức thuốc mà không được phép gọi là sử dụng dưới cái hình thức là OTC, nghĩa là tự mua ở trong mỹ phẩm, thì chitinoin nó trở nên hạn chế đối với việc tiếp cận với những khách hàng liên quan tới spa hoặc là các cái chuyên gia da liễu mà không phải là người có khả năng kê đơn, thì chúng ta lại không được phép sử dụng chitinoin. Như thế thì các nhãn hàng mỹ phẩm hay là dược mỹ phẩm, người ta sẽ cố gắng để chuyển hóa cái chitinoin này thành các cái hoạt chất retinol mà có khả năng sử dụng trong các cái công thức mỹ phẩm. Thì đó chính là lý do tại sao mà trong Neratin Serum nó sẽ có chứa hai cái hoạt chất liên quan tới retinol. Hoạt chất thứ nhất đấy là sản phẩm retinol 1%, nhưng mà được bao ở trong cái phân tử glycofe, nghĩa là được bao bọc ở trong một cái hạt để cho nó giảm cái độ kích ứng. Bình thường thì retinol 1% các bạn thấy ở trên thị trường một số nhãn hàng chúng ta chỉ cần dùng retinol 1% thôi thì đôi khi là da mặt khách nó đã đỏ phừng 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 đúng không ạ? Đỏ bừng trong một thời gian rất dài, thậm chí là có khi còn mãi chả thấy hết đúng không ạ? Nhưng mà với retinol 1% ở trong Neratin Serum thì cái hiện tượng đỏ phừng phừng đó nó thực sự nó rất là nhẹ nhàng. Bởi vì retinol nó được bao trong cái phân tử glycofe và nó chỉ bung ra khi mà nó đã tiếp xúc với da và nó chui trong da rồi thì nó mới bung ra. Và như thế thì nồng độ 1% nó vẫn tác dụng được tối ưu nhưng mà nó không gây ra cái hiện tượng kích ứng như là một số cái retinol 1% khác mà có trên thị trường. Và một cái hoạt chất thứ hai thì đấy là hydroxypinaconazole retinoate. Đây là một hoạt chất rất là đặc biệt ở cái chỗ. Chúng ta biết là chitinoin thì nó còn có một cái tên khác đấy là retinoic acid. Đây chính là chitinoin ở trong cái công thức tiêu chuẩn vàng mà chúng ta trao đổi phía trên. Thế thì nó rất là kích ứng. Vì thế cho nên là nhãn hàng đã rất là khéo léo đấy là chúng ta gắn thêm vào cái chitinoin acid này một cái gốc este. Và khi mà gắn thêm nó vào với một cái gốc este thì nó sẽ tăng cái khả năng dung nạp của cái phân tử chitinoic acid này lên mà vẫn đảm bảo được cái hiệu quả, đấy là nó vẫn chui thẳng vào trong nhân và tác động trực tiếp lên các cái thụ thể nhân giống hệt như là cái chitinoin ở trong công thức vàng. Cái hoạt chất này người ta gọi là hydroxypinaconazole retinoate, nghĩa là một cái dẫn xuất của chitinoin gắn este. Và với cái khả năng dung nạp đặc biệt này thì và với cái nồng độ là 0,01% ở trong sản phẩm Neratin Serum thì kết hợp với cả 1% retinol thì chúng ta sẽ thấy rằng là Neratin Serum là một cái sản phẩm mà có cái nồng độ retinol hay là retinoid tương đối cao đúng không? Mà lại không gây ra những cái tác dụng phụ theo kiểu dạng quá kích ứng. Đối với cái hoạt chất về corticoid 0,01% thì chúng ta cũng có rất là nhiều cái cách để có thể thay thế cho nó. Tuy nhiên thì những cái phương pháp để thay thế cho corticoid 0,1% 0,01% thực sự sẽ thường là sẽ là ít hiệu quả hơn với cái corticoid thực sự. Nhưng mà tuy nhiên thì trong cái Neratin Serum thì chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái hoạt chất đấy là Fisavi. Đây là một cái hoạt chất gọi là độc quyền của nhãn hàng và được chiết xuất từ cây tầm bóp và đã được thực hiện cái nghiên cứu so sánh giữa cái hoạt chất này cùng với cả cortisone 0,5% và với cái nhóm trứng là bôi dưỡng ẩm, thì chúng ta sẽ thấy là trong ba cái nhóm này thì cái khả năng chống viêm của Fisavi là mạnh nhất với cái nồng độ tối ưu ở trong sản phẩm. Nó mạnh hơn với hydrocortisone 0,5%. Như vậy thì cũng là một cái thành công của nhãn hàng trong cái vấn đề là đưa ra một cái hoạt chất mà có khả năng chống viêm mạnh tương tự với cả corticoid 0,01% ở trong công thức vàng và vẫn giúp được cái khả năng là chống kích ứng và chống viêm để tác động vào trong cái vấn đề điều trị nám má phần trung bì. Và như vậy là chúng ta đã hình dung ra được cái công thức thay thế của Neratin Serum với chất ức chế tyrosina, với retinoid
và với Fisavi. Mặc dù vậy thì nhãn hàng cũng vẫn cảm thấy là chưa được ưng với cái công thức này, và vì vậy cho nên người ta đã bổ sung thêm vào trong công thức một số cái hoạt chất, cũng là những hoạt chất tương đối nổi tiếng trong các chu trình để điều trị nám má. Hoạt chất đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy ở đây chính là niacinamide. Niacinamide 4% thì là một cái nồng độ tối ưu của niacinamide rồi, ở trên da rồi. Thì niacinamide nó có cái tác động đấy là có một cái cơ chế đấy là tác động vào cái bước 3, làm ngăn ngừa cả quá trình dịch chuyển melanin. Nhờ cái hoạt động của niacinamide 4% ở trong công thức Neolatin Serum, cho nên chúng ta sẽ gần như không gặp một cái tình trạng nào đó là sử dụng Neolatin Serum và dưới tác động của retinoic mà lại bị da của khách hàng lại bị đen đi, đúng không ạ? Bởi vì cái quá trình ngăn ngừa này nó giúp cho khách hàng không bị đen đi, không bị sạm lại trong cái giai đoạn đầu của điều trị nám má. Một cái chất thứ hai thì cũng kinh điển và nhẹ nhàng thôi, đấy là salicylic 0,15%. Đó là một cái công thức để giúp cho cái quá trình loại bỏ các cái tế bào nhiễm melanin ở phía trên cùng, giống như một công thức peel, công thức lột da nhẹ nhàng để tăng cường cái khả năng làm trắng trong giai đoạn đầu của sản phẩm. Và một số cái chiết xuất khác có chứa glutathione và vitamin C, giàu glutathione và vitamin C cũng đã giúp cho cái quá trình kích thích các tế bào hạc tế bào nó